Bị tố sống ảo dùng hàng fake, Ngọc Trinh lần đầu tung bằng chứng. Từ khi nổi tiếng trong showbiz Việt, Ngọc Trinh đã gặp không ít những lùm xùm xung quanh việc bị cho là sử dụng hàng fake để sống ảo. Gần đây, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường đã bóng gió rằng Ngọc Trinh sử dụng túi Hermes da cá sấu trắng giả. Thế nhưng nhà thiết kế này đã phải hứng chịu rổ gạch đá từ phía Ngọc Trinh và những người bạn của cô. Mới hôm qua, Ngọc Trinh đã đăng tải lên trang cá nhân của cô hình ảnh của một chiếc túi hiệu Hermes khác cùng với bí quyết giảm cân của mình. Điều đặc biệt là nhiều người đã chỉ ra rằng bức ảnh này được đăng tải trước đó trên một trang xã hội khác. Ngọc Trinh bị cho rằng đang trộm ảnh của tài khoản này để sống ảo. Tuy nhiên, không để khán giả chờ lâu, Ngọc Trinh đã tung ngay một clip mở hộp để chứng minh rằng mình là chủ sở hữu của chiếc túi hàng hiệu kia. Theo đó, chiếc túi được Ngọc Trinh để nguyên trong hộp. Nhiều người cho rằng có lẽ người đẹp Trà Vinh quá nóng lòng chia sẻ với mọi người nên đã sử dụng hình ảnh trên Internet để đăng tải về chiếc túi mới mua.